Home gym, tại sao là tất yếu của đời sống văn minh đẳng cấp? Tại sao home gym là hiện đại, đẳng cấp, đi tắt đón đầu với thế giới văn minh, giải đáp những suy nghĩ sai lầm giữa home gym và trung tâm gym thương mại? Xã hội ngày càng phát triển, đời sống của người dân ngày càng được nâng cao. Thật là đáng tiếc nếu tư duy chúng ta không thể bắt kịp với xu hướng tiến bộ chung của thế giới. Thật vậy, ở những quốc gia phát triển, người ta sẽ đi tập thể thao sau giờ làm việc, học hành. Còn một bộ phận lớn chúng ta lại lao vào những trò giải trí vô bổ. Họ sử dụng supplement trong sinh hoạt hàng ngày và phòng gym bắt buộc phải có trong trường học, quân đội, trong công ty, nơi họ làm việc. Thậm chí trong cả nhà giam. Còn chúng ta vẫn có nhiều người ngộ nhận thực phẩm bổ sung là thuốc và tập gym là trò chơi của người có tiền. Thậm chí miệt thị bằng cụm từ như là tứ chi phát triển thì nói chi đến một khái niệm mơ hồ là home gym. Home gym là một mô hình phòng tập thể dục nhỏ đã quá phổ biến ở những quốc gia phát triển. Thế nhưng, tại Việt Nam, mô hình home gym còn khá là xa lạ, khi đa phần người dân chưa ý thức được tầm quan trọng của gym trong đời sống gia đình. Họ lao đầu vào xã hội để kiếm đồng tiền, bất chấp hy sinh sức khỏe bằng rượu bia, thuốc lá, thói quen ăn uống và sinh hoạt. Để rồi đến lúc tuổi đã xế chiều, họ lại dùng chính đồng tiền đó để mua sức khỏe. Tiếc là đã quá muộn. Nhằm thay đổi nghịch lý đó nên bản thân tôi đã cố gắng thay đổi tư duy sức khỏe của nhiều người bằng việc quảng bá gym sâu rộng đến cộng đồng bằng chính sức ảnh hưởng của mình. Nhưng không phải ai cũng có thời gian đến gym và tập luyện nơi công cộng. Cũng có những hạn chế và bất tiện của nó. Bạn dễ dàng mất đi sự riêng tư và nhiều người dòm ngó, thậm chí là phải tiếp xúc với nhiều người làm bạn cảm thấy khá là phiền hà. Vì những lý do đó thì home gym ra đời như một sự tất yếu của tư tưởng sống văn minh và đẳng cấp. Home gym là một phòng gym nhỏ tại gia, do đó bạn sẽ nghĩ rằng tập luyện không tốt bằng phòng gym thương mại, thì có vẻ là bạn đã sai lầm lớn rồi đấy. Nếu bạn có điều kiện đầu tư luxury home gym như tôi thì chắc chắn bạn phải nghĩ khác. Luxury home gym mang thương hiệu Mỹ sẽ cho bạn sự trải nghiệm cao hơn so với phần lớn trung tâm gym thương mại trên thị trường. Với công nghệ cao và khung máy chắc chắn, giúp các bạn có thể tập luyện vừa nặng, vừa cường độ cao bởi trục chuyển động êm ái, mượt mà, mà ngang với dòng Performance Plus USA High-End. Ngoài ra, thiết bị được sắp xếp trong một cự ly ngắn, bạn không cần phải di chuyển quá nhiều, cũng như chờ đợi thiết bị như ở các trung tâm gym thương mại. Và nếu bạn theo dõi những video của tôi thì bạn sẽ thấy trong Luxury Home Gym của tôi đã tập Max OT, Lean Body, Super Set, Drop Set v.v. Không có gì là không thể. Quan trọng cách bạn chọn và bố trí thiết bị cho phù hợp nhất với mục tiêu gia đình của bạn mà thôi. Nói tóm lại, nếu bạn muốn khẳng định danh vọng thành công trong xã hội, đặc biệt là trong giới gymmer, thì việc sở hữu một home gym, cho dù luxury hay bình dân, thì là điều tất yếu. Chỉ mang tính sớm muộn mà thôi. Kinh nghiệm của tôi cho thấy, ở home gym tôi dễ tạo điều kiện cho những bạn còn e ngại, mặc cảm, tự ti về ngoại hình tập luyện, và cũng dễ vận động các thành viên trong gia đình hình thành một thói quen, rèn luyện sức khỏe sớm và thường xuyên, hạn chế mọi bệnh tật và hình thành được một tài sản vô giá, đó chính là sức khỏe. Bên cạnh đó, còn tạo ra một giá trị thặng dư cực lớn, đó chính là sắc đẹp. Để có thêm nhiều thông tin về home gym, các bạn vui lòng đọc bài viết sau. Duy Nguyễn Home Gym, phòng tập tại gia đẳng cấp trọn gói tại đường link bbt.com.vn/dn Home Gym. Những giá trị độc quyền cốt lõi khi setup home gym của THOL tại đường link bbt.com.vn giá trị home gym THOL. Duy Nguyễn thiết kế home gym siêu đỉnh chỉ với 500 triệu tại đường link bbt.com.vn Home Gym Duy Nguyễn. Và xem những video tập luyện của tôi từ thể loại Couple Workout cho đến Max OT, Lean Body tại đường link tholgym.com.vn Home Gym. Sau đây là 4 đối tượng chính cần phải sở hữu home gym. Thứ nhất, gia đình thiết kế home gym, nâng tầm tư duy gia chủ. Bạn khoe nhà mới nhưng trong nhà bạn không có home gym thì chưa thể gọi là đẳng cấp. Bạn có thể đến phòng gym để tập, nhưng còn vợ bạn, cha mẹ bạn, con cái bạn thì sao? Chẳng lẽ mình bạn mới cần có sức khỏe, còn gia đình thì không à? Đó là suy nghĩ cực kỳ ích kỷ và thiết kế ngôi nhà hơi thiếu tầm nhìn. Nghe tôi, hãy làm home gym cho gia đình đi. Và tôi sẽ hướng dẫn tất cả mọi người trong gia đình bạn tập luyện riêng tư, thoải mái
và tự chủ giờ giấc. Đó mới là chất lượng cuộc sống. Và bạn cũng có thể khoe với bạn bè về home gym của mình. Đoán xem, bạn bè bạn có tròn xoe ngưỡng mộ không? 2. Doanh nghiệp thiết kế home gym phục vụ nhân viên tập luyện. Nhân viên văn phòng sẽ rất khó sắp xếp thời gian tập gym. Do đó nếu ông chủ đầu tư một home gym ngay tại nơi làm việc, thì chắc chắn năng suất lao động của nhân viên sẽ tăng lên. Và bạn thật sự là một ông chủ văn minh, tiến bộ và có tầm nhìn sâu rộng. 3. Đại gia làm home gym tập luyện riêng tư với tình nhân. Khi bạn thành đạt thì sự riêng tư là cực kỳ quan trọng và bất khả xâm phạm. Đó là một phòng gym riêng, bạn sẽ có những khoảnh khắc cảm xúc tuyệt vời với tình nhân của bạn. Cả hai cùng trải qua những bài tập couple workout vừa mạnh mẽ vừa tình tứ mà chắc chắn không thể nào có được tại các phòng gym thương mại. 4. Gymmer xa phòng gym hoặc bận rộn. Đối với một gymmer thì việc tập luyện cần phải duy trì sự liên tục. Nhưng vì một lý do nào đó khiến việc tập luyện của bạn bị ngắt quãng, thì lúc đó bạn cần phải nghĩ ngay đến một home gym. Những máy gym quan trọng nhất trong dự án home gym. Thứ nhất, Apollo 7400. Thứ hai, Evolution Speed Machine Hawkeye Ensemble, model CSM 725WS. Máy Evolution Corner Dual Stack Multifunctional Trainer Model CXT200 hoặc loại CXT225. Hybrid Home Gym, model SXT550. Thứ năm, thiết bị cardio treadmill electrical rowing. Các bạn vui lòng liên hệ 1900 2050 để tìm hiểu thêm chi tiết nếu có nhu cầu. Nếu các bạn ở thành phố Hồ Chí Minh, các bạn cũng có thể chọn một trong 4 địa điểm sau để xem những showroom mẫu của chúng tôi. THL Gym Bình Tân, BBT Khu Tây, địa chỉ 107-109 đường số 6, Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. THL Gym quận 12, BBT Khu Bắc, 535 Lê Văn Khương, phường Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Và thứ ba, THL Gym quận 9, BBT Thủ Đức, khu Đông, số 10, Trương Văn Thành, Hiệp Phú, thành phố Thủ Đức. Và cuối cùng, THL Gym quận 7, BBT khu Nam, 102 Lý Phục Man, Bình Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.